Ngày 9 tháng 12, câu lạc bộ Thanh Hóa có chiến thắng 3-2 trước Bình Định ở vòng 5 V-League mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, trận đấu này đã khép lại với hình ảnh tương đối xấu xí. Do không hài lòng với kết quả cũng như công tác trọng tài, nhiều cổ động viên của Bình Định đã ném nhiều chai nước xuống sân. Ban huấn luyện và cầu thủ hai đội cũng tranh cãi dữ dội sau trận. Sau khi kết thúc họp báo, hàng trăm cổ động viên của đội chủ nhà đã vây quanh xe của câu lạc bộ Thanh Hóa để phản ứng. Nhiều cổ động viên cũng ném nhiều chai nước vào xe của câu lạc bộ Thanh Hóa. Thậm chí, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, có một nhóm cổ động viên đã có mặt ở khách sạn nơi câu lạc bộ Thanh Hóa đóng quân, mở nhạc và làm ồn bên ngoài. Nhiều khả năng sự việc sẽ được báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF để có án phạt được đưa ra với hành vi này của các cổ động viên Bình Định.